Nguyên lai ta là tu tiên đại lão chấp 329. Là ngươi đang ngăn cản sự khôi phục của thiên cung. Cần gì ta tốn sức chứ? Ngọc Đế, Vương Mẫu, các ngươi cũng quá ngây thơ rồi, chỉ làm như vậy, căn bản không thể thành công. Bởi vì các ngươi thiếu tiên thiên chi linh. À, thì ra hắn là tới tặng cách công lược. Phải, hắn hình như là tới tặng cách công lược. Thì ra là thiếu tiên thiên chi linh. Hay là chúng ta lại đi thương lượng với Lý Công Tử? Ừ, vậy thì đi thương lượng thôi. Ặc, chỉ là không ngờ cao nhân cũng có khi tính sai, vậy mà quên mất tiên thiên chi linh. Sao có thể nói như vậy? Cao nhân bận trăm công nghìn việc, nó giống như cào rau không cẩn thận cho thiếu nửa gam muối, rất bình thường. Các ngươi đang nói linh tinh cái gì? Vạn vật trong thiên hạ này đều do tiên thiên chi linh huyễn hóa. Giống như bọn ta theo trời đất mà được sinh ra. Giống như yêu tộc là do tinh khí trong thiên địa ngưng thành, giống như nhân tộc là do nữ oa dùng cửu thiên tức nhưỡng nặn thành rồi thổi vào một tia tiên thiên chi khí. Tất cả mọi thứ đều cần tiên thiên chi linh. Mà nếu là tiên thiên chi linh thì sao có thể là thứ các ngươi muốn có là có. Thiên cung này không khôi phục được nữa, các ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng nữa. Ha, bản thân ngươi thất bại thì cho rằng người khác cũng không tìm được tiên thiên chi linh hay sao? Cái gì? Năm đó ngươi vọng tưởng học theo nữ oa nương nương tạo người thành thánh. Người không tạo ra được thì nặn ra sinh vật ô uế ngưng tụ từ một đống uế huyết. Tộc Atula, tiên thiên chi linh đối với ngươi mà nói vô cùng quý giá, ít tồn tại, không thể sản sinh số lượng lớn. Giỏi lắm lão già Ngọc Đế, uổng công ta còn muốn khuyên ngươi cùng nhau liên thủ, ta thấy ngươi là già rồi bị ngu. Ngươi mới ngu, ngươi ngu. A, à, tức chết ta mà. Hạo Thiên, ngươi nghĩ hiện nay vẫn là năm đó sao? Năm đó có thánh nhân nhúng tay, tộc Minh Hà ta chỉ có thể trốn ở một góc. Mà hiện nay ngươi chưa tính là thiên đế, còn cho rằng có tư cách đối chuyện bình đẳng với ta ư. Đợi ta khiến thiên địa quay lại hỗn độn, đợi ta khiến tộc Atula thay thế nhân tộc, ngươi sẽ biết mình ngu xuẩn cỡ nào. Hắn thật ảo tưởng sức mạnh. Ngọc Đế, ta biết. Ta đi đối phó hắn. Nhưng chàng của hiện nay, cái này ta cũng biết. Nàng nhân cơ hội đi tìm cao nhân, nếu cao nhân nguyện ý ra tay thì đám kiến này sẽ toang hết. Báo thù cho ta. Ngọc Đế, hay ha. Uy áp mạnh quá, cơ thể không cử động được. Đây chính là đối chiến cấp bậc thiên đế sao? Ngươi là tự tìm đường chết. Câu này nên là ta nói với ngươi. Trời sáng rồi sao? Con gái, các con tỉnh rồi sao? Tham kiến bệ hạ, nương nương. Tốt. Chuyện này sao có thể chứ? Không có tiên thiên chi linh, các ngươi sao lại khôi phục được? Làm việc thôi, làm việc. Làm việc, đây là màn thầu cao nhân cho ta trước đó. Ha ha ha. Ta thấy những thứ này bất phàm, mãi không nỡ ăn, giấu ở trong thất tiên cung. Không ngờ, chúng vậy mà là tiên thiên chi linh. Đừng nói đơn giản như vậy chứ. Làm việc, lột vỏ đầu đá xuống. Tiên thiên chi linh do thiên địa sinh ra, cực kỳ ít ỏi. Sao có thể như sản sinh em bé mà bỏ khắp nơi thế? Tuyệt vời, lột mau lên, nếu không phải tăng ca. Không có tiền tăng ca. Khoan đã, đây là bột mì ư. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch chuyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.